nó bị gì mà nó đá đá vàng thè. Hai chào cả nhà. Thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy nè, đây là con bé chó con, coi như là nó bị nó đang bị kiệt sức luôn á cả nhà. Nó kiệt sức, nó sắp chết luôn á. Thì không biết lý do tại sao mà con có từ đâu mà có con bé chó này. Đó thì hôm qua thì Thi Lê có nhận một cái tin nhắn của chị Trang. Chị Trang cũng lâu lâu cũng lụm nhặt những con bé chó mang qua bên máy ấm cho Thi Lê nè cả nhà. Thì không biết con bé chó này hoàn cảnh như thế nào, thì bây giờ cả nhà cùng nghe chị Trang này chia sẻ nha cả nhà. Em chào chị. Dạ, chào em. Thì con bé chó này cái hoàn cảnh như thế nào hả chị Trang ha? Sáng chị ra bãi đất trống cho mẹ Hoàng Anh á. Dạ. Thì thấy cái ba nó nhúc nhích nhúc nhích, mà chị bảo không biết nó là cái gì. Chị mở ra thì chị không biết là sợ rắn rết hay là cái con nít đó. Mà dạ, chị cũng liều, chị mở ra thấy nó nằm trống mà nó thở không nổi nữa rồi. Là bị cột trong bao bố cột hay trong bao ni lông á, bao thường á, bao mấy bao gạo á, bao mà bao nó gạo. Bỏ trong đó là 4-5 chai không nước mắm nữa, trong á mùi nước mắm không à, là bỏ chung với rác luôn á hả? Chung với rác á, cột nó lại xong mới chị nói trời ơi, nhìn thấy nó mà thì chảy nước mắt luôn á, mà không lẽ giờ đẻ nó chết đấy. Rồi đem về 2 tuần thì đi chích rồi, đi bác sĩ rồi, nhưng mà kiểu vẻ nó cũng không đỡ nữa, cũng quấn ăn mà nó ăn ít lắm, nó chỉ ăn thịt cá với nước cá thịt chứ nó không có ăn cơm được, mà nó đi nước tiểu ra màu vàng rồi nè. Hai tuần nay hả chị? 2 tuần rồi. Dạ. Nó một con mèo nữa, con mèo đó cũng vậy nữa. Là mèo ở chung với nó luôn hả? Mèo hay? 2 bao khác luôn. 2 tuần coi như 2 tuần trước chị bắt không được nó rồi. Dạ. Rồi mà không biết sao ai mà bắt được bỏ vô bao luôn nè. Bé chó này em thấy nó giống như con người, nó không có miếng máu hả trơn vậy đó. Chị sợ nó bị dạng như bị bệnh gì đó, cứ gọi là bệnh gì không biết nữa. Nhưng mà lúc mà chị lụm nhặt mở bé trong bao ra là người bé có ve có gì không? Thì 100 mấy 200 con ve, chị về chị bắt nguyên 2-3 đêm luôn á, đi làm về là bắt dăng kiến lên bắt đèn ve, mà nó ve ấy nó bám vô, bởi nó đâu có mập nổi đâu. Em thấy đó đâu chị ấy cái bụng gì dở cái bụng lên kìa. Nó vàng khè. Không em thấy không có miếng máu nào hết trơn. Miếng máu nào á, mà đi đái ra nước tiểu rất là nhiều mà vàng khè. Đi đái ra nước tiểu màu vàng là bé bị thiếu nước á chị. Thiếu nước đó mà nó uống nước không à. Nè, trời ơi bụng. Lòi xương nay đó, lòi xương bữa nó lòi xương nhìn kìa. Da chắc da. Trời ơi, chắc hôm bữa chắc nhìn không ra luôn hả chị ha. Nó nằm nó đâu thở được luôn, chị bế nó ra thú y đó. Rồi thú y có nói bị cái gì không chị? Không, thì nói nó bị kiệt sức thôi. Mà giờ chị cho nó ăn rồi, cho nó vô nước biển rồi đó. Mà sao hôm nay nó cũng đỡ nó, chị nói thôi để gọi qua cho em. Cái để nó chết tội nghiệp nó quá. Tội nghiệp quá trời, tội nghiệp luôn. Nằm nó đi cũng nổi luôn á. Dạ. Yeah. Là một tuần, 2 tuần nay hả chị? 2 tuần rồi. 2 tuần. Bữa chắc nhìn không ra luôn. Ghê lắm, nó ốm nó xương hai bên hông nó lòi ra nhà tội nghiệp đó. Mà tự nhiên khi không cái chị ra bãi rác hay đúng sao hay là chị, nào, chị cũng cho đám mèo bãi đất trống rồi đó. Chị nói em á, nó bắt anh thì hết mẹ rồi. Dạ. Còn có một con mà thôi, giờ ba con nữa là chị mang qua đây nè, mẹ con đó. Dạ. Ngày nào chị cũng ăn, đi làm sớm thì phải mang ra đồ ăn ra sớm, mình nấu đồ ăn cho chó mèo xóm rồi chó mèo ngoài đường. Dạ. Giờ cứ nằm vậy đó. Nhưng mà ăn thì ăn. Ví dụ mà... như đôi xúc xích thì ăn. Không, nó mang xúc xích nó cá vô hồng mới chị mua về, còn cái thịt á, lọc thịt. Rồi hả, mấy cái thịt tôm á, tôm mua về bầm với nó ăn. Giờ nó liếm một chút mà nó uống nước không à. Ở nghiệp không cả nhà, chị Trang chị rơi nước mắt nè cả nhà. Thì bây giờ sẵn tiện cái clip này nè, thì chị Trang có muốn nhắn nhủ đôi lời đến cái người chủ mà cái người mà dục bỏ bé vô bao không chị ha? Không nuôi á thì mình cho người khác nuôi hoặc là sao đó chứ. Rồi ở xóm chị có một con chó đằng trước đó. Dạ. Nuôi rồi chị thấy cái quýu cái miệng thì nó thôi cho chị đi để chị mang qua hội để cho người ta vô nước biển nó cứu nó bị gì xuất huyết. Dạ. Ngày nào cũng cho ăn xương á, mình ăn thịt mà bắt chó ăn xương hỏi em chứ. Mình ăn cọng xương mình mắc vô cổ mình còn đi bác sĩ lấy mà bắt tụi nó ăn xương tội nghiệp không? Là chủ ăn thịt, dục xương cho nó. Ăn thịt còn xương cho nó, ngày nào chị cũng phải nấu cơm nha, cho cả lũ cả làng ăn xong rồi. Chị nói thôi cho chị đi, chị đem đi cứu để chết tội nghiệp đó. Chiều về chị hỏi nghe nói chết rồi, đó. Nói chết rồi, cái chị mới hỏi về cái xác nó đâu. Em dục một giác rồi, cho hồi chị nghe mà đêm về chị không phải đêm, nghĩ nhiều người chủ không nhớ ác kẹt đó. Nghĩ sao mà đem vô giác mà ép tụi nó vậy á, tội nghiệp đau lòng nhiều người không nhận. Mà có nhiều người em nói thiệt sao mà
thấy mình con người mình khống chế tụi nó cứ muốn làm gì thì làm. Mấy con chó ác mà quá bữa trẻ. Em biết là em nuôi cái chỗ mua cái chỗ ông thợ mộc em nhớ không? Dạ, bây giờ dạ. Còn hai con đúng không? Dạ. Con chó già chết rồi còn con trẻ đó mà chung đợt với bé. Nay toàn chị cho ăn sáng chiều tối, sáng trưa chiều tối anh biết. Ngày nào cũng phải nấu mấy cái gạo cho gan cá gà đủ thứ cho tụi nó ăn. Ác quá trẻ. Có chủ mà chủ cũng đâu có cho ăn đâu cưng. Yeah. Cho ăn đồ chua không à, đồ thiêu không à. Mấy con mèo bán đất trống mười mấy con nó bẫy hát bữa chị vô nghe 9 giờ đêm rồi mà nghe sao tiếng thất thanh không biết mèo đâu kêu nó bẫy gan người nè mèo con nó bẫy trúng mèo con trời ơi chị vô nó cột ngang mà cộng dây thép cột ngang con mèo mèo la rùm trời luôn tội nghiệp quá trời ơi. Mấy con bé mèo với mấy con bé chó mà ngoài đường mà không có chị chắc nó chết đói nha. Ngày nào cũng mấy cái gạo xong rồi cá nục đâu dám mua cá ươn đâu mua cá tươi á về chiên lên là một ngày chị tốn bao nhiêu ký gạo tính ra là 3 ký 3 ký gạo sáng 2 ký tối 1 ký rồi hạt không tính hạt là chị cứ mua 36 ngàn một hồ một gói á là mua 1 chục gói là 300 mấy đó cứ mua vậy đó mua rồi tối đi phát khi 9-10 giờ đi về không lại rồi quan trọng là tiền đâu mỗi ngày chị có tiền mà chị mua những đi làm đó làm tháng ngày có khi ngày được 200 mấy là lấy tiền đó hàng ngày đó là chị mua đồ ăn cho tụi nó vậy đó là ngày nào làm được nhiều là cứ gom mua tụi nó hết luôn trời ơi rồi chị mua về rồi gia đình có la không chị độc thân mà không ý là gia đình mình á có la nhưng mà chị không có tại vì sống mình mà dạ yeah. Chị độc thân mà chị đâu có quan trọng mấy cái đó chị Trang chị thương lắm cả nhà chị dành hết tiền lương bổng này nọ là chỉ mỗi ngày chỉ cho mấy cái đám mèo hoang rồi chó này nọ ăn hả? Ở xóm nó nói đủ mẹ thương chó mèo quá đem về nuôi hết đi đủ mẹ đem để chó gì đó đầy nhà ta nó ủa chó mèo của người ta ngoài đường giờ chị gì cho hả mấy con này nó ăn trong cái chén trong tô chứ chị đâu có giục ra chứ chị nghe em đâu mà em la mà nghĩ nhiều khi chị cũng muốn buông đó mà thấy tốn nó đói con nghiệp nó nằm trong cái cỏ nó giờ yeah. Mưa chị phải lấy cái nệm mà trong xóm nó bỏ thắt vô trong cái cỏ cho nó vô chấm nè mà bây giờ nó bẫy hết rồi còn có một con nữa thôi ác quá vậy trời ơi kêu bạn hàng lần trước dịch nó bọn cho con bự hơn này chút còn cỡ này là hơn nữa luôn vô vô cái bao xong rồi tánh con nước bỏ vô cái thùng xịt nước vô mà chị nói thôi mày đưa cho tao đi cho tao thì 500 mình mua gì nữa đủ má hồi nó tới chó mèo là có bà chóng bà đi vô hồi đủ má tôi điên tôi đập bà giờ để giờ chị tính gọi điện công an vô tao tụi nó bị phạt chứ nó trứng nước rồi trứng nước xong mới sáng ra mở cửa gian nha quỷ kia nó nói vậy nè trời ơi còn cái nước hôm qua chó béo lắm á đồ ấy muốn mì về ăn trời chị nói trời ơi mới chị coi cái clip em yeah. Có mấy cái đầu chó vậy dưới đây nè chị trời ơi chị rùng mình cho nó ai chị độc thân thiệt mà ai quen với chị mà nói chuyện mà thích chị đi cái đang coi họ làm gì đang gì xào lăn chó thôi chia tay tôi không có quen mấy người ăn thịt chó tôi không quen chị mắc cười quá cái gan thì chị ra sang hè chị mua 1 chục hộp rồi yeah. Cá thì mua 5-7 vị có tiền nhiều thì mua nhiều thì mua 5-7 vị cá là 1 tỷ là 30 ngàn mà ba con bự lắm 35 ngàn là 3 con bự lắm yeah. Đó, ăn được ngày một á cứ ăn một bữa rồi là trộn nữa thôi thì hôm nay em cũng cảm ơn chị Trang ha cảm ơn chị Trang nhiều đã chăm sóc cho bé cũng 2 tuần 2 rồi nếu mà cái ngày hôm đó thì nếu mà không có chị Trang là nó mất rồi trời ơi, nó bị nhồi trong rác luôn rồi mà sao chủ mà sao ác quá trời ơi chuyện phải thí dụ như bây giờ em hỏi chị nè bây giờ mình còn động lại một chút lương tâm nha thí dụ như con chó mình bây giờ nó sắp chết hay là nó mình quải quá mình không nuôi nữa ve nhiều quá mình bỏ ra đi không mình giả bộ mình đem lại thú y á mình để chỗ đó xong mình bỏ mình đi thí dụ như đó 100 ngàn hay 200 gì đó mình để cho nó rồi xong xuôi cái mình không mình bỏ đó rồi xong xuôi cái mình giả bộ mình đi đó đây không có đâu rồi chị mở ra tầm mùi nước mắm về nhà nó trong mùi đó 4-5 chai nước mắm trong á giờ 1 bịch rác nó trong mà còn mèo thì nằm bao bên đây trời ơi con mèo trời mới nhìn mới thảm
mấy con mèo này chị bữa cứu là toàn đi nội đứng ngoài trời mưa mà chị mới dưới quê lên mà nhìn thấy nó giờ mà vớt nước mắt quay lại. Bây giờ hả, gần chục con nào mà cú con nào mấy kilo. Dạ. Rồi. Chị về hay chị Trang ha.